Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể tải được những cái file ở trên Google Drive. Mà khi chúng ta nhấn tải xuống thì Google Drive báo là cái tệp đó đã bị nhiễm virus. Thì mình sẽ làm một cái ví dụ như này để hướng dẫn các bạn. Ở đây mình có một cái đường link của một file. Đó, có định dạng là chấm ra. Thì bên trong cái file này nó chỉ là cái file cây gen thôi. Thì thông thường khi mà chúng ta nhấn tải về thì Google sẽ quét virus, và những cái nào mà nghi ngờ là virus thì nó sẽ báo là có virus mà chúng ta không thể tải về được. Thì thực ra thì những cái file đó không phải là cái file virus, mà nó chỉ là những cái file crack hoặc là những cái file cây gen thôi, để crack về phần mềm thôi. Đây, ví dụ như mình sẽ nhấn tải xuống thì một cái tab mới hiện ra, và trong nội dung của tab ghi là rất tiếc tệp này đã bị nhiễm virus và chỉ có chủ nhân, tức là người tải lên cái file này, người tải lên mới được tải xuống cái tệp này thôi. Thì rất là nhiều bạn đã gặp cái trường hợp như thế này và không thể tải được những cái file này về máy tính. Thì các bạn hãy làm các bước như sau. Đầu tiên thì các bạn hãy tắt cái tab này đi và quay trở lại cái tab đầu tiên, là đường link của file này. Các bạn nhấn vào mở bằng, các bạn chọn Cloud Convert. Và đây là cái giao diện của cái trang Cloud Convert. Đây là cái file mà chúng ta đang muốn tải về, nhưng Google Drive báo là bị nhiễm virus. Đây, cái file này có định dạng là .jar. Bây giờ thì các bạn hãy nhấn vào Select Format và chọn cái định dạng mà chúng ta muốn chuyển đổi. Ở đây ví dụ như là 7Z này, ta này, zip v.v. Ở đây thì mình sẽ chọn là 7zip, tức là 7Z. Rồi, bây giờ thì các bạn nhấn vào Start Conversion để cái quá trình cái chuyển đổi từ file ra sang file 7Z bắt đầu. Đó, và sau khi quá trình chuyển đổi kết thúc và nó hiển thị chúng ta là Server File to Drive Google Drive, tức là cái file này, file 7Z này đã được lưu vào trong cái Google Drive của chính các bạn. Bây giờ thì các bạn nhấn vào Save File. Đó, đây là cái file mà chúng ta vừa convert xong. Nó có định dạng là 7zip và nó đã được lưu vào trong Google Drive của mình. Bây giờ mình sẽ nhấn tải xuống. Một cái tab mới hiện ra và có nội dung là rất tiếc tệp này đã bị nhiễm virus. Đó, và nó cảnh báo chúng ta là có thể gây hại cho máy tính của bạn. Chỉ tải xuống tệp này nếu bạn hiểu được những rủi ro. Thì ở đây nó là cái file cây gen thôi, nó chứ không phải là virus gì cả. Thì chúng ta vẫn mình sẽ vẫn quyết định là tải xuống cái file này. Đó, chọn nơi new. Đây, mình chọn desktop. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn tải về, bắt đầu tải. Đó, dung lượng của cái file này nó cũng nhẹ thôi. Bây giờ mình sẽ giải nén nó ra. Đó, bên trong nó là một cái file cây gen thôi, nhưng không phải là virus. Bạn có thể làm theo hướng dẫn của mình đảm bảo là 100% các bạn đều thành công. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách tải những cái file trên Google Drive, mà khi nhấn tải về thì cái Google Drive họ báo là họ nghi ngờ là cái tệp tin có virus. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.